hướng dẫn mọi người cách đọc công thức máu của mình nhé. Bác sĩ Trang nhận được rất là nhiều các tin nhắn hình ảnh công thức máu mà mọi người gửi nhờ xem và thấy mọi người khá là quan tâm và cảm thấy là mọi người hay hoang mang, thì hôm nay bác sĩ Trang quyết định làm video này. Thực ra mọi người không cần nhớ các chỉ số làm gì cho đau đầu cả, cách đọc rất là dễ dàng luôn. Mọi người thấy trong tất cả các chỗ xét nghiệm luôn có hai cột, một cột là ghi kết quả công thức máu của mình và một cột là công thức máu kết quả bình thường, cái chỉ số bình thường. Và mẹo ở đây là mọi người nên chú ý xem là cái nào in đậm, cái nào in đậm là đang có vấn đề và cần được quan tâm. Chỉ số in đậm mà bên cạnh có chữ L hoặc là có mũi tên chỉ xuống là số đó là thấp hơn so với mức bình thường. Còn chỉ số nào in đậm mà bên cạnh đó có chữ H hoặc là chỉ mũi tên đi lên thì chỉ số đó cao hơn so với mức bình thường. Nếu như ở trong công thức máu thì mọi người sẽ quan tâm giúp bác sĩ Trang là chỉ số hồng cầu, chính là RBC, đó là số lượng hồng cầu. Nếu như nó tăng thì thường là do các bạn bị mất nước hoặc là mất máu. Thứ hai là chỉ số hemoglobin, ghi là HGB. Thì nếu mà nó tăng nghĩa là các bạn đang gặp tình trạng là bị mất máu hay gặp nhất. Còn nếu như nó giảm là gặp trong tình trạng là các bạn bị thiếu máu. Chỉ số là MCV, chính là cái thể tích của một hồng cầu. Nếu như nó tăng nghĩa là hồng cầu của các bạn to hơn so với mức bình thường, hay gặp trong các bệnh như là thiếu acid folic hoặc thiếu vitamin B12, hay gặp nhất là những bệnh nhân bị dạ dày là phải chú ý đến chỉ số này. Hoặc nếu còn như bị giảm thì hay gặp nhất là trong thiếu máu thiếu sắt thì sẽ hay gặp ở bà bầu, thì mọi người bổ sung thêm sắt hoặc là ăn thêm nhiều thịt đó.